Xin chào quý vị khán giả của kênh Rise TV. Thì trước mặt khán giả đây là mẫu xe GLC 200 của thương hiệu ngôi sao ba cánh tại Việt Nam. Thì hiện tại tại Việt Nam, Mercedes-Benz phân phối 3 dòng GLC là GLC 300, GLC 250 và GLC 200. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đến GLC 200. Đây là mẫu GLC thấp nhất và được gọi là SUV tầm trung của thương hiệu nhà Mercedes. Thì đây là một chiếc SUV gầm, nó SUV nên nó sẽ là một cái xe gầm cao chứ không phải là gầm thấp. Điều dễ nhận biết nhất của dòng GLC 200 tức là đó là một cái thanh lưới tản nhiệt ở phía trước với hai thanh ngang mạ chrome và một cái logo Mercedes rất là to ở phía trước. Các bạn có thể nhìn thấy là một cái logo Mercedes to nhưng mà nó không có camera ở phía trước, thì đồng nghĩa với việc nó không có camera thì nó sẽ không có camera 360 độ xung quanh xe. Nhưng dòng GLC 300 thì nó sẽ có camera 360. Thì điểm đặc biệt thứ hai nữa là lưới tản nhiệt được thiết kế hai thanh to bản thì làm cho nó có cảm giác thể thao hơn và khỏe khoắn hơn. Tiếp theo là về phần xuống phía dưới một xíu là phần kẽn dưới được Mercedes mạ thanh mạ chrome cho chiếc xe, thì tạo điều kiện cho xe nó hầm hố và nó khỏe hơn. Thì các bạn có thấy những chấm đen ở phía dưới cái kẽn trước thì đó là những cảm biến xung quanh xe. Đây là những cảm biến phía trước, thì xe đều có cảm biến phía trước và phía sau. Đây là được thiết kế với những cái khoang này giúp lấy gió trực tiếp giải nhiệt cho động cơ. Đấy, đây là một trong những thiết kế rất là quan trọng để giảm tải cái nhiệt của cái động cơ. Thì lúc trước ấy thì Mercedes-Benz có những thiết kế logo đặt ở phía trên. Nhưng mà như hiện tại thì logo đã không còn, rất ít xuất hiện về cái logo ở phía trên nữa, mà nó thay một logo là đính thẳng vào ở phía trong này luôn chứ không phải là một cái logo đứng lên nữa. Đấy, logo của những Mercedes-Benz. Về phần cụm đèn á, về phần cụm đèn của GLC 200 được Mercedes-Benz thiết kế là toàn bộ là cụm đèn LED. Có cả dải đèn LED ban ngày, đèn pha bên trong và đèn sương mù thì tất cả đều là đèn LED hiệu suất cao cho một cái ánh sáng rất là tốt. Mà thường á, cái dòng xe của Mercedes nói chung thì cái đèn LED của Mercedes thì được thiết kế rất là đẹp và rất là sáng. Thì các bạn thường là các những chủ sở hữu của Mercedes á, mua xe á, là ít khi nào phải đội về cái phần đèn, vì cái phần đèn của Mercedes rất là xuất sắc. Đây đèn LED là LED 2 bao bình xi, là đèn LED công nghệ cao. Về phần nắp capo, các bạn có thể thấy là Mercedes thiết kế cho GLC 200 hai đường gân ở phía giữa tạo cái điểm nhấn cho xe, giúp cái capo nó có thể giúp cái nắp capo nó mạnh mẽ hơn. Bây giờ tiến về phía bên hông xe để xem nhé. Phía bên hông xe thì xe được trang bị bộ mâm. Cái mâm là cái mâm tùy vào dòng GLC, là mâm này là GLC 200 đây sẽ là mâm đặc trưng, GLC 250 là mâm đa chấu, và GLC 300 sẽ là mâm cũng là mâm đa chấu nhưng mà đặc trưng riêng của từng dòng. Thì có thể các bạn có thể phân biệt với nhau qua các dòng của GLC á, là qua cái bộ mâm này, và mâm là mâm 18 inch và lớp này sẽ là lớp Fairlady. Thì cái điểm nhận biết dễ nhận biết thứ hai á của Mercedes đã thay đổi so với các dòng trước á, đây là cái gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu được tích hợp đèn báo rẽ cũng là dạng LED luôn, và gương này có thể gọi là gương to bản, gương khá là to nhưng nó không có nhỏ như cái điểm mỗi ngày trước. Các bạn có thể thấy là cái chụp gương á nó rất là to, nhưng mà điểm đều mà nó thất vọng một xíu á là cái phía bên trong gương á, cái gương chính thức á nó khá là nhỏ mà nhìn thì nó cũng có hơi bất tiện một xíu. Các bạn có thể thấy cái gương nó khá là nhỏ, và các bạn có thấy một cái điểm, một cái đường gạch, cái đường gạch ở phía này. Thì đây, ngoài cái đường gạch này là gương bình thường, còn ở ngoài phía này là đây là một cái gương cầu lồi, nó che giúp các bạn có thể nhìn quan sát ở phía xa nó rõ hơn. Thì tay nắm cửa là cũng phải dùng chìa khóa để mở,
chứ nó không phải là dạng thông minh mà có nút bấm. Trên theo mình nhớ không lầm á là trên dòng GLC 250 và GLC 300 thì nó sẽ có nút bấm ở đây, còn GLC 200 thì chỉ có nút bấm, thì phải mở bằng tay. Và tiếng đóng cửa nghe khá là chắc, đây rất là chắc. Thì ở bên hông thì cũng được Mercedes tạo điểm nhấn cho xe bằng hai đường gân kéo từ phía đầu xe và đến phía đèn xe luôn. Đây là một cái đường gân. Đi. Đèn đường viền cửa thì được mạ chrome sáng, nhìn nó trông nó rất là sang trọng và lịch sự. Đây cái đây cái đường chrome rất là sáng. Do là một mẫu xe gầm cao nên xe vẫn được Mercedes-Benz trang bị bệ bước chân. Bệ bước chân thì theo mình nghĩ là có đối với dòng Mercedes á, thì dòng nó không quá, đối với dòng Mercedes GLC á thì dòng gầm nó không quá cao, nên được cái trang bị này giúp tăng thêm cái độ sang trọng và đẹp cho xe thôi, chứ mình nghĩ là chắc thì nó cũng chưa cần thiết cho lắm. Đó là theo ý kiến của mình nha. Theo ý kiến các bạn thì sao, các bạn có thể comment ở phía bên dưới. Và sau khi tìm hiểu về hông rồi, mình tiến về phía đuôi xe. Đuôi xe thì vẫn giữ được thiết kế nào đó, nhìn vào thì vẫn cảm giác nó là thiết kế của xe Mercedes. Cụm đèn hậu vẫn là dạng LED, thì đèn báo rẽ tất cả cụm đèn đều là đèn dạng LED hết. Đây thì nhìn cho một cái ánh sáng rất là đẹp, và cái thanh đèn hậu trên cao á cũng là dạng LED luôn. Đấy. Thì do là dòng SUV thì ở phía sau nó vẫn có một cái gạt nước ở phía sau và một cái logo nổi bật ở giữa là logo của Mercedes. Đây mới là cái logo truyền thống của Mercedes nè. Đấy, các bạn có thể thấy đơn giản thôi, nhưng mà muốn sở hữu của nó thì không đơn giản tí nào. Còn ở phía bên đây là sẽ là cái logo GLC 200. Đây, màu bạc được rất là nổi bật. Thì nhìn về tổng thể của phía sau xe thì nhìn rất là hài hòa. Khi mà cái cửa nó khá là rộng thì được thiết kế bầu xuống, dạng bầu thì nhìn trong nó rất là sang trọng. Thì ở phía dưới thì được Mercedes trang bị là cái cản là cản khác màu, cản là cản màu đen chứ không có đen bóng. Và ở dưới sẽ là các, nhưng mà nói trước là phía dưới là các cảm biến. Và phần đặc biệt mà Mercedes làm rất hay, theo mình làm rất hay, thì đây là cái phần ống xả của Mercedes được mạ chrome, thì được chia hai bên. Thì theo mình quan sát là có hai ống xả chứ không phải là làm hai ống xả của Mercedes là đều là có hai ống xả chứ không phải là làm giả như các một số hãng khác. Đấy thì nó sẽ hai ống xả chụp nhôm rất là đẹp mà nhìn rất là sắc sảo. Thì về phần bô xe thì nó giúp hài hòa ở phía sau của xe, thì cốp xe là cốp mở điện có khả năng chống kẹt, nhưng mà hôm nay thì do đồ của ekip mình quá nhiều nên mình không tiện mở ra để các bạn xem. Thì cốp này sẽ là cốp mở điện, thì hầu như tất cả các dòng Mercedes đều là cốp mở điện, trừ các dòng cao cấp như là dòng F thì nó có thể là cốp bằng mở bằng đá chân, nhưng mà hoàn toàn là cốp mở điện. Thì sau khi các bạn đã tìm hiểu về ngoại thất rồi á, thì mời các bạn vào bên trong để tìm hiểu về nội thất của chiếc Mercedes GLC 200 có gì nhé. Thì mở ra nha. Thì điều đập đầu tiên mà mắt mình đó là bên phía cánh cửa của tài xế á, nó sẽ là có những nút bấm chỉnh kiến của tất cả các cửa. Thì tất cả đều ở đây đều là chỉnh tự động. Đây là nút chỉnh kiến của bốn cửa nè, nút khóa kiến lại nè. Đây là chỉnh gương bên trái, gương bên phải và gương gập điện. Thì đó là điều đương nhiên rồi. Xe Mercedes mà, mấy cái này mà chỉnh cơm thì nó sẽ làm mới là chuyện lạ thôi. Còn ở đây là điều chỉnh ghế và có 3 chế độ vị trí nhớ ghế. 1, 2, 3, đây là điều chỉnh ghế. Thì đây là những điều quá quen thuộc với chiếc Mercedes rồi. Thì đây là dàn loa. Thì đối với loa của GLC 200 thì nó chỉ là loa bình thường thôi, chứ nó không phải là
lo của Spo hay là lo của B&O thì nó không phải, thì nó chỉ làm được trang bị loa thường thôi. Về hình như theo mình nhớ không lầm thì nó sẽ được trang bị 8 đến 10 loa. Thì ở phía dưới này đây là nút mở cốp. Rồi vào nhìn vào bên trong á thì các bạn có thể thấy một điểm đặc trưng của mạc, của tất cả các dòng mạc nói chung, thì đây là cụm mở đèn, không phải là của dòng mạc nữa mà là của dòng châu Âu á. Nói chung á, BMW cũng có mà mạc là thường xuyên xuất hiện nhất, đó là cụm mở đèn pha ở phía trước là đều được nằm ở phía bên tay trái của vô lăng, chứ nó không có tích hợp vào trên vô lăng. Thì tại sao không tích hợp trên vô lăng thì xíu mình sẽ nói cho các bạn biết tại sao nó không tích hợp. Đây là vô lăng ba chấu. Vô lăng ba chấu của mẹ đây là dạng kiểu vô lăng của AMG ba chấu, nhìn rất là phong cách. Và trên vô lăng thì có rất là nhiều nút bấm, các bạn có thể thấy được. Đây nút điều chỉnh âm lượng, nghe gọi điện thoại, điều chỉnh các tính năng của xe thì đều nằm trên cái vô lăng này hết. Đây, còn phía bên kia, phía bên cạnh vô lăng á thì đó là cụm điều khiển mà mọi người hay gọi là điều khiển bảng điều khiển dạng thác đổ. Đây thì mình sẽ di chuyển vào trong xe để giới thiệu các bạn kỹ hơn nhé. Thì theo như mọi khi á, mọi chiếc xe thường có thì cần số nó sẽ nằm ở đây đúng không? Nhưng mà đối với các phiên bản hiện nay của Mạc và phiên bản sắp tới á, thì các thương hiệu của nói chung và Mạc nói riêng á, đã di chuyển cần số lên đây. Thì đây sẽ là cần số của Mạc. Đây BRND đây sẽ nằm ở đây hết. Thì các bạn nào là tín đồ của Mạc thì chắc đã quá quen với việc này rồi. Nhờ cái việc cần số nằm đây thì cái cần gạt nước á, được chuyển qua bên đây. Thì cần gạt nước được chuyển qua phía bên tay trái của vô lăng. Thì cần gạt nước được tích hợp chung ngày xưa á, là nút mở đèn, cần gạt nút mở đèn và xi nhan trái phải sẽ được gạt phía bên tay trái, nhưng mà do cần số nằm bên tay phải rồi thì tất cả cảm biến gạt mưa thì sẽ được nằm phía bên tay trái và tích hợp với là xi nhan và đá pha. Thì đèn pha bây giờ được xuống cái này rồi, như hồi nãy mình giới thiệu với các bạn. Về phía sau lưng, sau vô lăng còn có hai cái lẫy chuyển số, thì đây là lẫy chuyển số cơ, lẫy chuyển số bằng tay. Thì xe Mạc sử dụng hộp số xe GLC này sử dụng hộp số 9G-tronic, hộp số tự động 9 cấp. Đấy thì hộp số của Mạc xử lý rất là tốt. Thì sẵn nói về hộp số thì mình sẽ nói về động cơ luôn cho các bạn. Thì xe chiếc GLC 200 này sử dụng động cơ i4 2.0 lít cho công suất 184 mã lực. Thì theo mình tìm hiểu và nhớ là vậy, nếu không chính xác thì các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Thì sẽ dùng động cơ một i4 2.0 lít 184 mã lực. Thì tại vòng tua rất là nhanh, 1200 vòng trên phút, đạt 350 Nm. Thì những cái thông số đó giúp chiếc xe tăng tốc rất là ấn tượng tại chế độ lái Comfort. Tuy nhiên nếu các bạn đã chuyển qua chế độ lái Sport, Boxer Sportless á, thì các bạn có thể cảm nhận được đây là một chiếc SUV nhưng mà cảm giác chiếc xe tăng tốc rất là nhanh, cũng không thua kém những mẫu C của Mạc và những mẫu xe thể thao. Thì mình đã nói về các chế độ lái của Mạc là Sport và Comfort. Thì chiếc xe này hiện giờ đang có 5 chế độ lái. 5 chế độ lái đó được điều chỉnh ở phía dưới này. Đây là một cái núm vặn Dynamic. Thì xe Mạc hiện, xe chiếc GLC 200 này đang có 5 chế độ lái được chuyển với nhau qua cái núm này. Thì đây là cái núm Dynamic. Có Dynamic thì các bạn có thể chuyển được 5 chế độ lái là Eco, Comfort, Sport, Sportless và Individual. Trong đó Eco là chế độ tiết kiệm, Comfort là chế độ các bạn có thể lái thoải mái, và Sport là các bạn có thể lái được cảm giác thể thao, và Sportless Individual các bạn có thể tùy chỉnh được các bạn muốn thích như thế nào. Thì ở Mạc á, cái chế độ lái nó sẽ khác nhau về chế độ nhạy chân ga, chế độ nhạy động cơ và cái vô lăng. Đấy, các bạn có thể điều chỉnh được tất cả những cái thứ đó trên cùng một cái chế độ lái là Individual. Thì nhưng mà đã nói lúc nãy là đây là thiết kế, này là thiết kế thác nước của Mạc. Thì nó đây là cái một mẫu thiết kế rất là quen thuộc rồi. Đấy, thì nhìn cảnh này qua bản thì xung quanh ở đây chất liệu ở đây sẽ là gỗ. Đây là gỗ, đây là gỗ cao cấp. Thì đập vào mắt các bạn sẽ thấy đây là ba cửa gió điều hòa. Thì máy lạnh của Mạc á
thì nó lạnh rất là sâu. Nhưng mà một điểm không thích trên mẹt, mình không thích, mình đã cầm lái nhiều chiếc mẹt rồi, mình đã bị nhiều, không phải là không biết do mình hay là do sao, nhưng mà mình cảm thấy mẹt không thích là cái chức năng lấy gió trong xe của mẹt, của chiếc mẹt thường xuyên bị mất. Mình không hiểu là mình chỉnh cái gì hay là bị một cái gì đó hay là tính năng của mẹt, mà cái tính năng lấy gió trong xe thường xuyên bị mất. Nên mình đi một chút xíu mình cảm giác sao xe nóng quá thì coi lại nó bị mất cái chế độ này. Thì các bạn nào biết hay là bạn nào có mình đi sai thì các bạn có thể chỉ cho mình nhé. Thì cái đây là mình không thích cái mẹt. Thì đây là cái những cái nút chỉnh chế độ của mẹt về chế độ lạnh lấy gió. Thì mẹt sẽ sử dụng hai dàn lạnh độc lập cho người tài xế và cho ghế phụ. Và ở phía sau, hàng ghế phía sau cũng có cửa gió luôn, thì giúp chiếc xe nó lạnh toàn xe nhanh hơn. Thì ở phía dưới này là những cái phương tiện, mà những cái đa phương tiện giống như đây là Navi, bản đồ. Bản đồ thì các bạn cần phải có thể nhớ thì các bạn mới đọc được. Đây là Radio Media, cái đó là điện thoại và cái đặt chế độ xe. Đây là nút Hazard. Và đây là ổ đọc CD. Thì đây là những cái nói là cơ bản trên một chiếc mẹt. Thì những cái này được hiển thị trên một cái màn hình 5.5 inch. Đây là cái màn hình 5.5 inch. Nhưng mà mình rất tiếc ở mẹt, kể cả dòng S cao cấp, màn hình của mẹt không có cảm ứng nha. Màn hình của mẹt phải dùng qua một mút điều khiển. Thì cái điều khiển này đã làm nên tên tuổi của mẹt, đó là nên Command Shift. Đây là nó sẽ có hai cái điều khiển, đây là Touchpad, giống như các bạn xài chuột của máy tính, hoặc là nếu mà nhạy hơn là chuột của Apple ấy. Thì đây là Touchpad thì nó có mi hịch, nó rất là nhạy. Còn nếu các bạn không thích xài cái này á, thì các bạn có thể nút vặn. Nếu mà còn không thích xài nút vặn nữa thì xài cái nút điều khiển. Nhưng mà bắt buộc các bạn phải xài được cái nấm vặn hoặc là Touchpad để di chuyển như các nội dung. Chứ các nó không hỗ trợ, chứ cái nút bấm không hỗ trợ các bạn hẳn. Thì điều mình thích nhất của trên chiếc mẹt này á, đó là mình có thể chỉnh được tất cả mọi thứ trong cùng một cài đặt. Chứ cài đặt về xe nó sẽ đi cùng một cài đặt, chứ nó không phải đi liên thiên lan man nữa. Thì cài đặt rất thích. Thì ở phía đây nó có những cái nút, nhiều cái nút. Thì các bạn có thể thấy đây là nút tắt mở màn hình nè, đây là nút chỉnh âm lượng nè, còn cái nút này là khả năng chống tắt chống trơn trượt nè. Đây về cũ về nói tắt chống trơn trượt thì mình sẽ nói các tính năng của xe. Cái tính năng của xe thì hãy có các cái tính năng cơ bản như là hệ thống chống trượt, hệ thống chống bó cứng phanh thì cái nó ở đâu cũng có rồi. Hệ thống cảnh báo có chiếc GLC thì nó sẽ có những cái thông tính năng thông minh như là cảnh báo chiếc xe phía trước các bạn là đang chạy gần, hoặc là cảm biến hai bên nó sẽ báo trực tiếp trên màn hình cho các bạn, hoặc là các bạn có thể tự tìm chỗ đổ xe trong bãi. Đấy, thì đó là những cái tính năng mà mẹt GLC đang có. Và có thêm nhiều tính năng khác nữa các bạn có thể tìm hiểu và mình có thể để trên màn hình cho các bạn nha. Thì ở phía trên này á, là trên cái màn hình nó sẽ là một cái táp lô. Thì táp lô này thì cũng khá là rộng. Vì sao cái màn hình này sẽ có một cái loa này. Nhạc, cái loa thường của mẹ thôi cũng đã nghe nhạc rất là hay rồi. Thì cái này là theo mình thấy nó là da, được bọc da. Nhưng mà mình không chắc, hình như cái này không phải là da nắp ba đâu, mà cái này là một loại, chắc là một loại da thường thôi. Thì nhìn cái khoang nội thất á, cái khoang nội thất của mẹt GLC này nhìn rất là đơn giản, nhưng mà nó là một trong những top 10 khoang nội thất, top 10 chiếc xe có khoang nội thất đẹp nhất cho năm 2016. Nó thì nó sẽ là một cái thức khoang nội thất độc đẹp nhất. Thì mình cảm thấy là mẹt thiết kế là đơn giản nhưng nó rất là hiệu quả và nó rất là đầy đủ tính năng, chứ nó không có bị dư thừa. Thì ở đây nè, dưới cái cụm điều khiển nè, thì ngoài những cái tính năng ở phía trên thoát nước nè, giống như là tắt nguồn nè, tắt cho hệ thống trơn trượt nè, bên này là mẹt có một cái tính năng như chiếc xe Honda hoặc là những cái xe có, là khi xe dừng bạn cũng dừng, khi dừng đèn đỏ thì sẽ tự động tắt máy để tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà các hãng nói chung và mẹt nói riêng đều đã gọi là fix cái tính năng này, đã sửa cái tính năng này giúp các xe không bị rung nặng. Nhưng mà mình vẫn không thích sử dụng cái tính năng này, khi dừng đèn đỏ, khi mà buông chân thắng ra xe bắt đầu đề được khởi động lại á, thì xe nó rung lắc và nó di chuyển khá mạnh, nhưng mà làm mình hơi khó chịu, cảm giác bản thân mình hơi khó chịu thôi, nên mình không thích làm cái tắt này. Thì thường thì mình sẽ tắt tính năng này ấy. Và đây là cảnh báo phía sau nè, tắt cảnh báo phía sau nè, đây là chuyển qua chế độ số tay nè, các bạn dừng lại chuyển số nè. Đây thì đó là đây cái nóc, cái hộp này có thể mở lên được nè. Thì ở dưới này là có hai cái hộp chứa cốc cũng khá là bự,
và đây là cái ổ cổng sạc 12V. Phía dưới này là có một cái hộc để đồ khá là to, thì ở trong này các bạn có thể được rất là nhiều đồ. Thì ở trong này mình đang đựng mấy cái giấy tờ thôi. Và ở đây nó sẽ có cổng sạc pin, cổng sạc pin chuyên dụng dành cho điện thoại. Thì cổng sạc pin này là đây theo mình test đó, đây là có thể là cổng sạc nhanh. Và đây là cổng kết nối HDMI dành cho màn hình này, thì mình cũng chưa thử tính năng này. Này, các bạn đã thử rồi hay chưa? Đó thì về cái phần ghế ngồi á, à, còn một đặc biệt nữa, thì vô lăng của mẹt, vô lăng của chiếc 200 này và mẹt nói chung đều được, đều có khả năng chỉnh điện. Nó như các bạn có thấy mình có thể chỉnh lên, chỉnh xuống, cao thấp. Thì và gương chiếu hậu, gương trên này á sẽ là gương chống chói. Và trên mẫu GLC này sẽ không có cửa sổ trời, nên ở đây chỉ có nút điều khiển bật tắt đèn thôi. Và đèn trong xe toàn bộ là đèn LED trắng hết, nhưng mà nó rất là sáng nha. Mình buổi tối ngày hôm qua mình quên một số đồ trong xe, thì mình bật một cái đèn tổng của xe thì nhìn nó rất là sáng. Đấy, mình thật sự ấn tượng với cái đèn LED này á. Thì về cái ghế ngồi của xe á, thì mình hơi bự con, nhưng mà ghế ngồi của xe rất là thoải mái. Và có thể các bạn hãy đi một hành trình dài mà có thể không mệt, tại vì xe các bạn đã biết là xe mẹ nó chạy là êm cỡ nào, êm như thế nào rồi. Và cái ghế ngồi nó còn êm nữa, thì các bạn có thể chạy xe mà có thể không biết mệt luôn. Đấy, nó không mệt thôi chứ chạy 400 cây là các bạn phải nghỉ thôi, chứ các bạn không thể nào được chạy hơn được. Đấy. Thì còn một điểm nữa mà mình rất thích trên chiếc Mercedes GLC 200 này á, tức là khi các bạn mở đèn hazard đúng không, thì khi những mẫu xe khác á, thì khi các bạn bật đèn xi nhan á, thì nó sẽ không có hiển thị, là nó sẽ vẫn chớp đèn hazard chứ nó không có liên một bên. Nhưng mà với chiếc Mercedes á, thì các bạn khi mà các bạn đang mở đèn hazard rồi, nhưng mà các bạn muốn đánh lái qua trái á, thì các bạn xi nhan qua trái, thì tự động cái đèn hazard phía bên tay phải nó sẽ tắt. Và ngược lại, các bạn đánh nhau không phải là đèn hazard, nó bên trái nó sẽ tắt. Thì đây là một tính năng mình cảm thấy nó rất là hay và mình thích với cái này. Rồi thì các bạn có thể nhìn lại cái phần đầu xe, phần bên hông xe ha, một lần nữa ha. Thì hiện nay với dòng GLC, hay mình nhớ giá không lầm, thì GLC 200 đang được phân phối với giá là 1.699.000.000 cho phiên bản GLC 200. Và cái phiên bản GLC 250 và GLC 300 nó sẽ chênh lệch nhau khoảng vài trăm triệu. Đấy. Thì theo mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất đưa ra á, thì trong nội đô á, nó sẽ là 9.9 lít trên 100 cây, ngoài đô thị là 6.61 lít trên 100 cây, và đường hỗn hợp sẽ là 7.8 lít. Nhưng mà đây chỉ là tính năng test trên những điều kiện bình thường thôi. Khi hôm qua mình chạy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu á, thì mình đánh ra mình đã cảm giác được là mình cảm nhận là mình chạy xe rất là hao, mình đạp xe rất là hỗn, và mình chạy xe rất là cũng chưa có gọi là êm lắm. Thì mức tiêu thụ của mình vào khoảng trên 10 lít 100 cây. Thì đây là con số mình nghĩ nó cũng là tạm chấp nhận được. Đây. Thì các bạn qua nhìn vào đuôi xe một lần nữa ha, một đuôi xe mình cảm thấy mình thích hơn cái thiết kế của đuôi xe này nè. Nhìn ở ngoài nó không có quá bự, nhưng mà vào trong á nó rất là vừa vặn và nó không có bị dư. Thì chiếc xe này có rất hợp đi trong đô thị hoặc là các gia đình đi cuối tuần, đi du lịch biển hoặc là đi Đà Lạt gì đó, thì nó rất là ok. Đây, thì hôm nay cảm ơn Mercedes Benz Hasako của Văn Kiệt đã giúp mình có chiếc GLC 200 này và đánh giá cho các bạn. Và sau clip này sẽ có một clip hành trình trải nghiệm Vũng Tàu Long Hải với con GLC 200, thì các bạn nhớ đón xem nhé. Và các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Rai TV nhé. Chào và hẹn gặp lại.